Chính pháp ấy trong thiền không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu bao phù diệu. Mong ơi chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định. Chứng hiện tại lạc trú đức Phật hành ngợi khen, không gì sao bắt được. Do vậy chính danh pháp là châu báu phù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đấng thiền thể được tri giả tan thang, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tâm chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, theo chân chánh phụng hành lời dạy đứng điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vi như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế, cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng thánh tu đà mòn chứng tri ly thanh đế, được đức Gotama khéo triết giảng tường tận. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tăng. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chân tri đoạn trừ ba sự thân kiến và hoại nghi, luôn cả giới căm thù thoát khỏi môn đọa xứ. Bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tình lạc và thù thắng. Lời ích chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính đức Phật là châu báu phù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bản vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu phù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt.
thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức phần bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Aka sa tha cha vung ma tha di qua na ga ma ni ti ca buồn nhân lô a du mô đan tu chi răng ra can tu sa sa năng ra can tu nô ga ru ra can tu nha ta vô ra can tu ba ni nô ra can tu nô sa đa nguyện công đức trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực lữ khắp cả trần hoàng, từ không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện, rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, tiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ba mươi bốn nhân xa hoa ca gia hoa ăn hô tùa na gà tê ca lê, do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 1 giờ tới 1 giờ. Con tất cả đạo hữu. Dạ cảm ơn Phong Lan. Dạ con tri ân sư và kính cảm ơn Phong Lan cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Bài 3. Kinh Thừa Tự Pháp Thammada Ya Đá Sutta, từ câu 014 đến 016 sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta tất cả trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính dâng mít đến sư.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, thành thai chúng con thành kính lãnh lễ, tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha giá, và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. 3. Kinh thừa tự pháp Dhamma Đà Gia Đá Sutta từ câu 14 đến câu 16 sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Từ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con. Dạ, sa thú, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học một bài kinh số 3 trong bộ kinh. Đó là bài kinh trong Bát Đa Gia Đá Sutta và kinh thừa tự pháp. Tấm lòng của Đức Phật, một vị đạo sư, vì mong có lợi ích đến cho đệ tử, nên lúc nào Ngài cũng ân cần dạy bảo không phải Ngài dạy đệ tử phụng sự cho Ngài, mà Ngài dạy đệ tử nên thừa tự giáo pháp mà Ngài đã giảng dạy. Đức Thế Tôn đã kể trình lại một câu chuyện về hai vị tỳ kheo. Để Ngài khuyên tấn các vị tỳ kheo
Và đồng thời ở trong bài kinh này, đoạn sau là một pháp thoại ngắn do tôn giả Sariputta, sau khi Đức Phật đã thuyết lên tóm tắt và đi vào hư cất, thì tôn giả đã giảng giải rộng rãi nghĩa về cái chữ gọi là thừa tự pháp cho chư tỳ kheo nghe. Bài kinh có nhiều lợi lạc, mặc dù chúng ta đã học qua rồi, nhưng mà bây giờ học lại chúng ta vẫn phải tác ý, khéo tác ý. Chúng ta có thể đọc một bài kinh 5-3 lần, chứ không thể một lần, hai lần mà chúng ta nhớ, chúng ta biết được. Do vậy, chúng ta hãy lắng nghe. Bài kinh hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng, giảng sư của Ngài Thượng Tư giảng giải. Và trước nhất xin mời cô Lăng Dạ Nguyệt Quân, mời cô Nhật Quỳnh Quan Hỷ đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Đăng giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình được tín hiệu. Hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Mách Chí Ma Ni Ca Giá 3, Kinh Thừa Tự Pháp. Tham Ma Đa Gia Đá Xuất Tá Phân Đoạn 014 đến 016. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu Phân Đoạn và Chú Thích Tỳ Kheo Giác Đắc. Con xin đọc phần chánh kinh. 3. Kinh Thừa Tự Pháp. Tham Ma Đa Gia Đá Xuất Tá. Kinh Thừa Tự Pháp lấy tên đặt nội dung với lời kêu gọi của Đức Phật đối với hàng đệ tử: hãy kế thừa giá trị pháp bảo và đừng kế thừa giá trị tài vật. Đoạn sau của bài kinh ghi lại pháp thoại ngắn của tôn giả Sariputta giảng về thế nào là người học trò học theo hạnh đức của thầy tổ. Không 14. Vị tỳ kheo không ăn cơm của Phật. Ngài kể về chuyện hai tỳ kheo đến diện kiến gặp Đức Thế Tôn vừa lúc họ thực xong. Cả hai tỳ kheo đi đường xa đều đói lạ. Đức Phật thấy vậy dạy rằng sau bữa ăn của Ngài vẫn còn lại, nếu muốn hai vị có thể ăn. Hai vị có hai cách hưởng lạc Phật khác nhau. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thi Xá Vệ Chê Ta Quá Ná Kỳ Đà Lâm vườn ông Anna Tháp Phinh Đi Cá Cấp Cô Độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi, và ta nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Và này các tỳ kheo, nếu các ngươi là những người thừa tự tài vật của ta, không phải là những người thừa tự pháp, thì không những các ngươi trở thành những người mà ta nói, cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật. Không phải là những người thừa tự pháp, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói. Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là người thừa tự pháp.
Và này các tỳ kheo, nếu các ngươi là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật, thời không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. Và cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi và ta nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Này các tỳ kheo, ở đây một thời ta ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của ta đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai tỳ kheo đến đói lả và kiệt sức. Ta có thể nói với hai vị ấy: này các tỳ kheo, ta ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ và chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực này của ta đáng được quăng bỏ. Nếu các ngươi muốn, hãy ăn đi. Nếu các ngươi không muốn ăn, ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh. Hai ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Rồi một tỳ kheo có thể nghĩ như sau: nay Thế Tôn đã ăn xong, thỏa mãn đầy đủ và chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích vừa ý, và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có dạy như sau: này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Đây là loại tài vật, món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ ăn này, và trải qua đêm ngày hôm nay bị đói lả và kiệt sức. Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày ấy đói lả và kiệt sức. Tỳ kheo thứ hai nghĩ như sau: Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ và chấm dứt buổi ăn, ta tự cảm thỏa thích vừa ý, và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy. Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho tỳ kheo này sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Nhưng đối với ta, tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày ích dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Không 15. Ai là người thật sự hưởng gia tài của Đức Phật để lại? Tôn giả Sariputta là bậc thượng thủ thinh văn, đệ tử Phật thường giữ vai trò giáo thọ, giảng dạy giáo pháp cho tăng chúng, thay thế Đức Phật. Bài kinh này ghi lại nhân duyên thường có là Đức Phật giảng dạy cho chư tăng hàng ngày. Nhưng hôm ấy Đức Thế Tôn nói rất ngắn, và sau khi ngài về tỉnh thất thì tôn giả Sariputta tiếp tục:
Nói về sự truyền thừa, khi tôn giả nêu lên hai trường hợp áp dụng cho ba bậc tỳ kheo và hai mô tả về con đường Đức Phật truyền dạy. Hai trường hợp là bậc đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không học theo viễn ly, và bậc đạo sư sống viễn ly, các đệ tử học theo viễn ly. Ba bậc tỳ kheo là trưởng lão tỳ kheo, trung tọa tỳ kheo và tân tỳ kheo. Hai mô tả về hai con đường được Đức Phật truyền dạy là con đường trung đạo, đối trị ba căn bất thiện, tham, sân, si, và con đường trung đạo đối sở hành ác quấy. Chữ sống viễn ly trong phần đầu nên được hiểu là cách nói tổng quát về đời sống phạm hạnh hay sự tu hành chân thật. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nói xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Lúc ấy, Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, liền gọi các tỳ kheo. Này các hiền giả tỳ kheo, thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn Sariputta. Tôn giả Sariputta nói, này các hiền giả, như thế nào là vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly? Và như thế nào vị đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly? Này hiền giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu ý, hiểu nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói ấy, sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết giảng, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, hiền giả. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, ở đây vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ, và họ sống trong sự đầy đủ lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách. Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất. Các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách. Và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ, đó là trường hợp thứ hai. Các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách, và họ sống đầy đủ lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, đó là trường hợp thứ ba. Các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo do ba trường hợp này đáng bị quở trách. Này chư hiền, các trung tọa tỳ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách như trên. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách. Vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất. Các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách. Và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ, đó là trường hợp thứ hai. Các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách, và họ sống đầy đủ lười biếng, dẫn về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, đó là trường hợp thứ ba. Các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo do ba trường hợp này đáng bị quở trách. Này chư hiền, như vậy là trường hợp vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Và như thế nào vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly? Này chư hiền, vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly.
Những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Họ sống và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. Này chư hiền, các thượng tọa tỷ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán. Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tỳ học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất. Các thượng tọa tỷ kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai. Này, các thượng tọa tỷ kheo đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba. Các thượng tọa tỷ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các thượng tọa tỷ kheo do ba trường hợp này đáng tán thán. Này chư hiền, các trung tọa tỷ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán như trên. Này chư hiền, các vị mới thọ tỷ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán. Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất. Các vị mới thọ tỷ kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai. Các vị mới thọ tỷ kheo đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba. Các vị mới thọ tỷ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các vị mới thọ tỷ kheo do ba trường hợp này đáng được tán thán. Này chư hiền, như vậy là trường hợp vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Khâm 16. Di sản thật sự của Đức Từ Phụ chính là con đường trung đạo, ở đây được mô tả với hai phần: pháp cần từ bỏ và pháp phải huân tu. Ở đây, này chư hiền, tham là ác pháp và sân cũng là ác pháp. Có một con đường trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Con đường khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Đó là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Ở đây, này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, tật đố là ác pháp và sang lẫn cũng là ác pháp, mang trá là ác pháp và phản bội cũng là ác pháp, ngoan cố là ác pháp và bồng bột nông nổi cũng là ác pháp, mạng là ác pháp và tăng thượng mạng cũng là ác pháp, kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. Có một con đường trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng dật, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là con đường khiến tịnh nhãn anh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Đó là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chứ hiền, đó là con đường trung đạo, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời giảng của tôn giả Sariputta.
Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích. Tỳ kheo Giác Đẳng, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến sư ạ. Alo, dạ, con đăng trên đỉnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật Giác Pháp và Chư Tăng. Con kính đỉnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Tri và Sư Nguyên Thông. Kính chào quý bài cô thượng nữ, thân chào quý Phật tử. Thì buổi hôm nay chúng ta học cái bài kinh Trung Bộ thứ ba là cái bài kinh Thừa Tự Pháp. Thì trong cái bài kinh này đó thì chúng ta biết Đức Phật là vị đạo sư, ngài tìm cầu cái con đường giác ngộ giải thoát trong một cái thời gian rất dài trong vòng luân hồi sinh tử. Và khi ngài thành tựu Phật quả đó thì ngài cũng biết chúng sanh đau khổ trong vòng luân hồi, và ngài muốn những cái vị tỳ khưu đi tu theo Đức Phật sẽ được giác ngộ giải thoát, nên chúng ta gọi là thừa tự pháp. Cái chánh pháp mà Đức Phật ngày chứng ngộ đó là bát chánh đạo. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa mà Đức Phật ngày nói về vấn đề này, và ngày đưa ra cái hình ảnh ví dụ của hai người, hai cái vị tỳ khưu, một cái vị thì thọ dụng vật thực, biết rằng Đức Phật ngày đã thọ dụng xong rồi mình thọ dụng, một vị thì không thọ dụng, nhưng mà Đức Phật ngày vẫn tán thán cái vị không thọ dụng. Vì trải qua một đêm dài như vậy đó, bị đói lả và kiệt sức ấy, nhưng mà vị này sẽ có một cái sự quán xét về cái nỗi khổ. Nhân đây thì chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái vị thánh Tỳ Khưu Ni đó. Vị này đó thì sống theo pháp đó, mình gọi là một vị Tỳ Khưu Ni đó, mà đi gặp Tỳ Khưu Tăng thì vị này cúng dường, và cúng dường ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, để rồi nhịn đói. Như vậy đến ngày thứ ba thì vị này kiệt sức nhưng mà gặp Đức Phật. Vị Tỳ Khưu Ni này muốn tránh mặt Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài biết được cái duyên lành và ngài nói là cái sắc pháp này đó, nhờ cái vật thực mà nó duy trì được, và chúng sanh nó khởi lên những cái tham ái do ăn vật thực này. Và ai mà ăn cái vật thực với sự chánh niệm, biết rằng vật thực này để nuôi dưỡng sắc pháp này, nhưng mà không phải để đam mê, không phải để làm đẹp, không phải để có sức, không phải, cũng phải để vui đùa, chơi giỡn, thì vị đó là người tu đúng như lời dạy của Đức Phật nói về cái sắc pháp này khi nó tồn tại. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với người đời cũng vậy, họ thọ dụng vật thực, đủ cách muốn chất tóc đồ đẹp, vì đối với Đức Phật ngài dạy người đẹp là người xuất là người, khi một người theo cái pháp đó có phản tỉnh, có phản tỉnh từ luân hồi, có sự khổ, khổ luân hồi đã trải qua rất là nhiều kiếp luân hồi, và nhiều trăm ngàn vậy, ông Phật phải giác ngộ thiện hợp trí đó. Nếu ở vị tỳ khưu bước vào cái đời sống tu tập thì chúng ta hiểu rằng cái vị đó mà sống đúng theo pháp á, thì vị đó sẽ học cái cách viễn ly. Viễn ly ở đây thì chúng ta thấy rằng viễn ly, thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly. Thì thân viễn ly đó là chúng ta thích sống ở chỗ nhàn tịnh, chỗ rừng núi, chỗ yên tịnh, chỗ cốc liêu, am tất, để chúng ta có thể phản tỉnh được mình
đi đứng nằm ngồi mình có thể quán xét được, hoặc là có tay duỗi tay mình có thể quán xét được. Hoặc là tu tập những cái đề mục hoàn tịnh hay đề mục bất tịnh hay đề mục tưởng tử thi, có thể chúng ta dễ dàng tu tập. Như vậy khi một người mà có cái sự viễn ly như vậy đó, là có cái tâm thiện làm việc tu tập. Và Đức Phật ngày nói về một cái người mà họ sống không viễn ly đó, thì họ sống với cái tâm có tâm thụ hưởng. Nếu họ không biết quán xét đó, thì họ thụ hưởng những cái vật chất. Và những cái vật chất đó thì chúng ta thấy rằng nuôi dưỡng thân này bằng vật thực, y phục, mà hay là thuốc trị bệnh, hay là nhà cửa, cốc liêu, cốc am. Thì chính vì như vậy á, nếu mà chúng ta không có cái tâm quán xét á, thì chúng ta có cái tâm tham đối với những cái gì vừa lòng, chúng ta có tâm sân với những cái gì không vừa lòng, và chúng ta có tâm si, và chúng ta không biết thời gian đã trôi qua và cái tăng trưởng thiền định tuệ quán chúng ta không có. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày mới nói rằng một người mà sống mà không theo cái lời dạy của Đức Phật, không theo cái thiện pháp để tu tập, mà sống theo cái bất thiện pháp, sống sung túc mà như vậy á, thì vị đó phải có những cái điều kiện để phục vụ cho cái sự đầy đủ của mình. Và nếu mà một cái người sống như vậy đó, thì tham nào nó chưa sanh đó, nó sẽ tham nào đã sanh nó tăng trưởng, tham nào chưa sanh nó sẽ sanh khởi. Như một người sống viễn ly đó, tham nào mà chưa sanh nó sẽ không sanh, và tham nào đang sanh thì được đoạn diệt. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy có nghĩa là cái người mà thật sống ở trong chỗ yên tịnh thì có cái sự phản tịnh, có cái sự tu tập nó phù hợp với dù là đề mục nào. Ví dụ mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, hay là 10 đề mục tùy niệm, hay là 10 đề mục hoàn tịnh, hay là 10 đề mục bất tịnh, hay là những đề mục tử thi, hay là những cái đề mục tứ đại, hay là đề mục vô lượng tâm, mình cũng có thể dễ dàng tu tập. Nhưng mà người mà sống mà chỗ ồn ào, chỗ phồn hoa đô thị, sống chỗ có nhiều cái sự náo động, thì chúng ta rất là khó để chúng ta có cái thân viễn ly. Và khi mà chúng ta sống như vậy đó, thì những cái sự kích động của những giác quan đó, đó là mắt nhìn cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm cảnh vị, thân xúc chạm cảnh xúc, và tâm suy nghĩ cảnh pháp. Như vậy thì cái tâm của chúng ta đó, nó bị không có thu thúc lục căn được, nên không có cái tâm viễn ly. Ở đây thì chúng ta hiểu tâm viễn ly là người đã sống có thu thúc lục căn. Bởi vì cái sự thu thúc lục căn là chúng ta có cái sự chánh niệm, biết được tham có hay không có, sân có hay không có, si có hay không có. Khi mà chúng ta sống có cái sự phản tỉnh như vậy đó, thì chúng ta gọi là cái tâm viễn ly. Và hữu viễn ly đó là vị này sống thấy được cái sự sanh tử trong ba cõi. Dù là cõi dục đó, chúng ta tạo những cái công đức để sanh vào cõi người trời, thì thọ hưởng những cái tiện nghi dục lạc của người và chư thiên. Hay là chúng ta tu thiền sắc để chúng ta sanh làm phạm thiên sắc giới, như là 16 cõi sắc giới. Hay là chúng ta đã vượt qua sắc rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa có vượt qua danh. Đó là chúng ta yểm ly sắc, mà chúng ta tu bốn vô lượng, bốn đề mục vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ. Thì chúng ta vẫn sanh vào cái cõi vô sở hữu xứ, bốn cõi vô sắc. Nhưng mà ba cõi đó thì chúng ta biết rằng cái sự tái sanh nó còn đó, chính vì tham còn phải còn tái sanh. Và nếu vị đó sống viễn ly á, viễn ly hữu đó là muốn diệt trừ tham. Bởi chúng ta thấy thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Hữu ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng á, nếu mà hữu có đó là do ái, do thủ có thì hữu mới có. Và khi hữu có đó là mình sẽ hiện hữu trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc. Nên Đức Phật ngày gọi là vị đó chưa có viễn ly hữu. Và Đức Phật ngày nói lên đó, ba cái cấp bậc mà ngày nói rằng một người Đức Phật ngày dạy sống viễn ly mà vị đó không có tùy thuận viễn ly, vị đó sống dẫn đầu về đọa lạc đầy đủ, sống đầy đủ dẫn đầu về đọa lạc,
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, sống lười biếng. Như vậy á, thì nếu một cái người mà có cái tâm thụ hưởng như vậy đó, thì Đức Phật là bậc dạy từ bỏ viễn ly, nhưng mà mình không có từ bỏ, không có viễn ly, thì người đời họ sẽ nhìn vào mình đó, thì họ sẽ nói rằng thầy trò và thầy là người sống không viễn ly. Nhưng mà nếu người học trò mà có tu tập viễn ly thì người ta nhìn vào vị đó, người ta nói rằng vị này được những người thầy chân truyền sống viễn ly, nên cái người học trò cũng sống viễn ly thì cái người thầy cũng sống viễn ly. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy cái nghĩa là cái người đệ tử đó mà sống như vậy đó thì là được cái sự tán thán, cái sự tán thán tốt đẹp. Nói như vậy đó, thì quý vị thấy rằng một cái sự sống mà theo pháp đó là những người ta nhìn thấy, ta chưa có lòng tin là sẽ có lòng tin, và những người mà họ có lòng tin rồi đó thì lòng tin của họ nó cũng lâu dài, kiên cố. Và Đức Phật ngày dạy đó có nghĩa là đối với các cái loại dục lạc đó thì chúng ta đã thụ hưởng trong vô lượng kiếp rồi, nhưng mà chúng ta cũng không có giác ngộ giải thoát được. Vì sao? Vì những cái dục lạc đó nó giống như một cái túi không đáy, chúng ta bỏ bao nhiêu đó, nó cũng không đầy, bỏ bao nhiêu cũng không đầy. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày dạy tóm tắt pháp đó, thì ngài nói rằng tất cả các pháp đó, lấy ly tham là tối thắng. Có nghĩa là các pháp nào cũng vậy, mình bố thí trì giới tu thiền cung kính phục vụ nhẫn nại tùy hay tính pháp thiết pháp gì đó, nhưng mình nếu mình lấy cái mục đích ly tham là đúng, đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật ngài nói đến vị trưởng lão tỳ kheo, vị trung tọa tỳ kheo và vị tân tỳ kheo. Thì chúng ta hiểu rằng vị tân tỳ kheo là một vị từ mới tu cho đến năm hạ. Một vị trung tọa tỳ kheo thì chúng ta tính từ năm hạ đến 10 hạ. Một vị trưởng lão tỳ kheo thì chúng ta tính từ 10 hạ cho đến 20-30 hạ. Có thể là chúng ta chia ra một cái thời gian, như là bây giờ người ta thường nói hòa thượng là 60 tuổi đời, ở trong đó có 20 tuổi đời tu tỳ khưu, 40 tuổi đạo, 60 tuổi làm vị hòa thượng, thì chúng ta gọi là một vị trưởng lão. Thì như vậy đó, từ cái vị từ 40 hạ như vậy đó thì chúng ta gọi là đại trưởng lão. Thì một cái vị mà từ 30 hạ, từ 25 hạ trở lên thì chúng ta gọi là những vị hòa thượng, những vị đó cũng xếp vào những vị mà gọi là trưởng lão tỳ kheo, trung lão tỳ kheo, hay là vị trung tọa tỳ kheo đó. Thì chúng ta tính chia ra một cái phần giữa, giữa khoảng 40 năm đó, vị tân tỳ kheo thì chúng ta chia ra cái thời gian đó bằng cái đoạn đầu. Đó là một cái khái niệm chia cái thời gian. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói vị trưởng lão đó là muốn nói đến vị A-la-hán, dù vị đó là người lớn hay là vị Sa-di 7 tuổi thì Đức Phật ngài cũng gọi là trưởng lão. Nghĩa theo đạo quả niết bàn. Như vậy thì Đức Phật ngài đường giải để đi bậc tiến tâm 12 học đặng là để trì và trí sân từ bỏ, đó là trí tuệ, đó là vô tham vô sân và trí tuệ. Như vậy thì Đức Phật ngài muốn giải như vậy đó thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, để chúng ta hiểu rằng cái sự đọa lạc là những cái bất thiện tâm, và những cái viễn ly đó, những cái trường hợp mà đưa đến chân trí đó thì chúng ta biết đó là những cái căn thiện vô tham vô sân và trí tuệ.
để thấy rõ được những cái nguy hại trong tái sanh trong ba cõi, cái sự dính mắc ở trong các cái giác quan, cái sự hưởng thụ trong các cái dục lạc, và cái sự mà kéo dài trong cái sự luân hồi trong đọa xứ. Thì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật đó, thì Ngài dạy như vậy đó. Thì khi một cái người mà họ sống đó, thường thường chúng ta thấy sống mà chúng ta đầy đủ quá đó, thì chúng ta thường lười biếng, hay chúng ta thường ít có chịu chịu ít có chịu sống để hành trì, ít có chịu sống như vậy. Bởi thường thường quý vị thấy rằng một cái người mà sống quen hưởng thụ đó, thì họ thiếu cái gì đó thì họ thấy rất là khổ. Chúng ta cứ đơn giản như bây giờ chúng ta thường xài điện thoại, mà chúng ta thấy điện thoại đó không có điện thoại hoặc không có sóng hoặc không có pin đó, chúng ta thấy rất là khó chịu. Chính cái sự khó chịu đó, nó không phải là chúng ta bị cục tay cục chân, nhưng mà do những cái thói quen với tâm chúng ta đó thường xài như vậy mà chúng ta không có quán xét. Chính vì như vậy nên chúng ta sống bị lệ thuộc rất là nhiều về vấn đề này. Và khi lệ thuộc nhiều như vậy đó thì chúng ta cũng phải bỏ thời gian, và cái thời gian đó đó nó là cái thời gian rất là quý trọng. Chúng ta biết tu tập và chúng ta biết tích lũy những cái trí tuệ từ cái việc mà chúng ta tu học từ các cái pháp mà chúng ta tiếp nhận mắt tai mũi lưỡi. Nhưng mà nếu ngược lại chúng ta không có biết, không có biết chế ngự, không có biết học viễn ly đó, hay là ly tham đó, thì chúng ta sẽ lớn lần những cái bất thiện, và chúng ta sẽ bị gọi là cái tâm của chúng ta đó nó sẽ đầy những cái pháp bất thiện, và chính vì nó sẽ dẫn chúng ta vào đọa xứ. Thì chúng ta thấy rằng đối với một vị Phật chánh đẳng giác nào đó, Ngài cũng thiết về thiên cung sự và cũng thiết về ngã quỷ sự. Vì thiên cung sự là nói đến những cái vị tu tập mà chưa đắc đạo quả A-la-hán, dù là những vị A-na-hàm cho đến những cái người có thiện tâm sanh lên các cõi vui, các cõi trời. Rồi nói đến cái ngã quỷ sự đó, là nói đến những cái sở hành, những cái sở hành của những thì khu hay là sai là nam sống mà không có loại bỏ được bất thiện pháp đó, thì vẫn sanh làm quỷ. Nói chung vào những cái câu chuyện ngã quỷ sự đó là muốn nói lên những cái đời sống mà do ác pháp mang cái sự đau khổ đó. Và chính Đức Phật Ngài biết cái sự đọa đày trong các cái cảnh giới, dù là vui hay khổ đó, nó cũng là những cái điểm cần phải có cái sự suy xét. Vì thường thường những người họ có suy xét đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng dù người đó ở đời họ sống đầy đủ, họ là đế vương, nhưng mà họ suy xét cái này rồi cũng phải từ bỏ. Nên khi họ xuất gia đó, họ dễ dàng tu tập. Nhưng mà nếu những người mà họ cái tâm dính mắc á, dù là họ không có cái gì, nhưng mà khi vào tu đó thì họ lại dính mắc nhiều hơn nữa. Nên Đức Phật Ngài thường nói một người mà họ có ít tài sản, nhà cửa siêu vẹo, có cô vợ xấu xí, nhưng mà vì cái tâm luyến ái á, nên người này không có rứt bỏ được. Nhưng mà đối với một vị vua chúa, một vị đế vương có tài sản lớn, có tùy tùng nhiều, có vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhưng vị đó biết suy xét, nên vị đó đã dễ dàng từ bỏ, sống có thể viễn ly được. Chính vì điểm đó đó nên chúng ta thấy rằng cái tâm, thường thường người ta nói là cái tâm tu, nhưng mà thật sự ra chúng ta hiểu tâm nó có những cái tâm bất thiện căn, như là tâm có tham thiện căn, sân và si thiện căn, sư bất thiện căn, và tâm có vô tham, vô sân và trí tuệ ở trong cái thiện căn đó. Chính vì như vậy á, nên Đức Phật Ngài mới nói rằng thiện và bất thiện rất xa, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, như chở mặt trời mọc, mặt trời lặn, rất xa là trời và đất, cũng vậy, rất xa thiện và bất thiện. Chính vì điểm đó, nên chúng ta thấy rằng một cái vị thượng tọa tỳ kheo, hay là trung tọa, hay là hạ tọa tỳ kheo, mà nếu mà sống lúc nào đó, mình sống mà không có học, và tập vào y cứ và viễn ly đó, thì chúng ta vẫn sống bằng cái tâm bất thiện. Nhưng mà dù ở cái điểm nào đó mà chúng ta có cái sự phản tỉnh đó, chúng ta vẫn có cái tâm thiện,
ở cái sự mà tu tập đó, là mới tu tập hay là đã tu tập thời gian hoặc là đã tu tập lâu rồi. Thường thì chúng ta biết cái lời dạy của Đức Phật đó, là cho một vị sống trọn cả cuộc đời, và nên thường thường đó, những cái người ngoại đạo họ tán tán đệ tử Đức Phật đó, là sống trọn cả cuộc đời giống y như vậy, chứ không phải là tu tập một thời gian để rồi được cái uy tín, được cái sự hộ trì, rồi sống trở thành cái sự thụ hưởng những cái dục lạc. Nó không phải vậy. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy Đức Phật ngày giảng trong cái bài học mà về cái viễn ly này. Và tôn giả Sa-điu-tá đó, thì ngài cũng giảng và ngài nói rộng rãi thêm lên những cái trường hợp, nhưng mà cũng không ngoài những cái lời dạy tóm tắt của Đức Phật. À, không ngoài cái lời dạy đó. Và cái con đường mà chúng ta nói rằng một con đường mà khiến cho tịnh nhãn sanh, khiến cho chân trí sanh á, hướng đến tịch tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn, đó là con đường bát chánh đạo. Thì con đường trung đạo đó là chánh kiến á, là cái sự hiểu biết. Bởi thường thường quý thấy một cái người tu tập đó mà có chánh kiến đó, thì họ suy nghĩ rằng ta làm thiện đó, cái thiện này nếu mà chúng ta chưa giác ngộ đó, thì cái thiện này là nhân duyên để chúng ta tái sanh vào cõi vui và có cái trí tục sinh bằng vô tham, vô sân và trí tuệ để chúng ta tiếp tục sanh làm chư thiên mà chúng ta có thể chứng ngộ được niết bàn. Đó là cái điểm mà Đức Phật này nói về chánh kiến. Còn nếu mà chánh kiến này đưa đến đạo chi mà đắc được từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo thì cũng làm chư thiên thanh tịnh, những vị chư thiên thanh tịnh. Còn nếu mà chánh kiến này nó hợp trong cái tâm tứ đạo tứ quả đó, thì vị này sẽ trở thành vị thánh vô lậu. Đó là chánh kiến đưa đến đạo chi toàn diện. Còn ba cái bậc thánh kia cũng gọi là đạo chi, nhưng mà còn còn sanh y một phần nào đó theo cái thứ bậc của cái tâm đạo tâm quả. Như vậy á, thì chánh kiến là cái sự hiểu biết đúng theo cái tri kiến đối với chánh pháp, đối với lời dạy của Đức Phật, đối với sự giác ngộ của Đức Phật và đối với cái giáo hội tăng già, và cái chánh kiến hiểu biết được nhân quả một cái cách tường tận. Chánh tư duy á, là hiểu biết được cái sự dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, đó là tà tư duy, và ly dục vô hận bất hại đó là chánh tư duy. Như vậy á, thì cái chánh kiến á, hay là cái phần trí tuệ đó, thì chúng ta thấy có hai cái chi là chánh kiến và chánh tư duy, hiểu biết và suy nghĩ đúng đắn. Nên thường thường mình gọi là tuệ văn á, là mình nghe nghe thuyết giảng, và tuệ tư á, là suy tư về cái thuyết giảng đó. Chính cái sự suy tư đó nên chúng ta có ly dục vô hận và bất hại đó, chúng ta gọi là chánh tư duy. Nên thường thường cái tuệ văn, cái tuệ tư đó nó sẽ giúp cho cái tuệ tu, đó là cái sự chứng đắc đạo quả, đó là chánh kiến đưa đến đạo chi. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì các ngài thấy rằng á, cái sự tà ngữ đó, như là thô bỉ ngữ là cái tâm hay nói cọc cằn thô lỗ, cũng là tâm sân, rồi ly gián ngữ đó là một cái tâm tham, mình muốn nói để ly gián hai người đó để mình đứng vào một cái phần lợi dưỡng nào đó, một cái sự thành tựu nào đó từ cái lời nói của mình. Như là ác ngữ, thô bỉ ngữ, tạp quế ngữ, hoặc là ly giác ngữ hay là thiêu dịch ngữ đó, thì những cái lời nói đó đó nó không mang lại cái thiện tâm và nó chỉ là bất thiện tâm. Nên vì đó dùng cái sự chánh ngữ. Chánh nghiệp đó, thì cái thân nghiệp mà ví dụ mình đánh đập ai đó thì cái thân nghiệp sát sanh, hay là mình muốn lấy của ai là thân nghiệp trộm cắp, hay là thân nghiệp tà dâm. Như vậy á, thì mình hiểu được cái chánh nghiệp đó là muốn nói đến cái sự chân chánh của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chánh mạng là muốn nói đến cái sự nuôi mạng sống này. Thì thường thường chúng ta biết rằng một cái người mà nuôi mạng sống với một cái sự tàn hại đối với chúng sanh, hay là một cái sự lợi ích mà bất hảo, hay là một cái cách lừa dối nào đó, lừa gạt nào đó, thì chúng ta gọi là nuôi mạng không có chân chánh. Rồi cái phần định đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó. Thì chúng ta hiểu rằng chánh tinh tấn là chúng ta nỗ lực tu tập để những cái ác pháp nào đó nó chưa sanh nó sẽ không sanh, những cái thiện pháp là đã sanh rồi thì nó lớn mạnh. Chánh niệm là chúng ta ghi nhận
ghi nhận về các cái giác quan mắt với cảnh sắc, tai cảnh thinh, mũi cảnh khí, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp, và chúng ta chánh niệm để thấy được cái thiện hay bất thiện. Với thường thường quý vị thấy rằng một người niệm pháp đó, niệm năm triền cải hoặc là năm thủ uẩn, là bảy giác chi hoặc là bát thánh đạo hoặc là tứ diệu đế, thì một cái người mà có chánh niệm như vậy đó là cái tâm của mình đó, lúc nào cũng có cái sự thu thúc bằng chánh niệm, mà cái sự suy xét bằng chánh kiến. Như vậy thì cái định này cộng với cái tuệ, còn chánh định đó, chánh niệm là chánh định là một cái sự không có bị tán loạn tâm, có thể đạt được định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền hoặc là định bốn thiền vô sắc. Như vậy thì muốn nói đến cái sự hoàn hảo của những cái thánh đạo thánh quả là tuệ phân tích hay là lục thông hay là tam minh, mà Đức Phật ngày muốn nói đến cái con đường bát chánh đạo là cái con đường hoàn hảo để cho cái tịnh nhãn sanh, cái chân trí sanh, chân kiến, cái kiến chân chánh, cái trí sanh sinh khởi, hoặc là hướng đến cái sự thắng trí tịch tịnh giác ngộ niết bàn. Vì dù là có được như vậy, nhưng mà vị này cũng biết rằng những cái gì mà ở trong đời này nó là những cái pháp hữu vi, chỉ có niết bàn là cái pháp tịch tịnh vô vi, dứt khỏi những sự đối đãi, dứt khỏi những cái điều kiện duyên sanh. Như vậy thì Đức Phật ngày nói và ngày Sariputta ngày cũng trình bày và ngày giảng rộng về chúng ta hiểu rằng cái việc mà phẫn nộ là ác pháp, hay hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối cũng là ác pháp, mà não hại cũng là ác pháp, tật đố cũng là ác pháp, mà sang lệnh cũng là ác pháp, mang trả cũng là ác pháp, mà phản bội cũng là ác pháp, ngoan cố cũng là ác pháp, mà bồng bột cũng là ác pháp, mạng cũng là ác pháp, mà tăng thượng mạng cũng là ác pháp, kêu cũng là ác pháp, mà phóng dật cũng là ác pháp. Như vậy thì chúng ta nhìn vào những cái pháp di pháp này đó, thì chúng ta thấy giống như là những cái di pháp sân phần, nó có sân tật lẫn hối, hoặc là ngã mạng, hoặc là tà kiến. Những cái hôn trầm thủy miên là hai sở hữu hôn phần, hoài nghi là một cái trạng thái nghi ngờ của tâm si hoài nghi. Như vậy thì những cái ác pháp này đó, nó là những cái thành phần của những cái sở hữu bất thiện. Nó sanh ở trong cái tâm bất thiện, và nó lại tạo thành những sở hành từ thân, từ khẩu, từ ý, trở thành ô nhiễm, trở thành chướng ngại cho cái người tu tập. Bởi thường thường mình tu tập đó là để đạt được cái nghĩa là bất thiện để trừ thiện, thiện để trừ bất thiện, thiền định để đè bất thiện, và đạo để diệt bất thiện, quả là kinh an đoạn trừ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta có ít nhất là chúng ta phải dùng tâm thiện để loại bỏ tâm bất thiện. Như vậy thì khi nào bất thiện mà chúng ta biết mình bất thiện đó, mình sẽ được cái sự mà Đức Phật ngày thường nói, một người mà biết những cái ác pháp đó, mà từ bỏ cái ác pháp đó, người đó cũng có khả năng để sanh lên cõi trời. Vì những cái gì mà nó không đúng thì mình biết nó là không đúng, thì cái đó là một cái tâm mà có cái sự phản tỉnh, mà chúng ta là một cái cải chánh tri kiến, một cái tri kiến cải chánh, thấy được những cái đó là thiện pháp hay bất thiện, biết được bất thiện là bất thiện, thiện là thiện. Như vậy đó là một cái sự tu tập. Như vậy thì Đức Phật ngày giảng giải về con đường từ tự pháp, mà chúng ta thấy rằng vì hai cái con đường này đó là hai cái con đường mà giữa bất thiện và thiện, giữa một cái sự hướng thượng và một cái sự hướng hạ, một cái con đường mà mang lại sự an lạc cho mình, cho người, cho đời này đời sau, và một con đường mà mang lại đau khổ cho mình, cho người, cho đời này đời sau. Như vậy thì Đức Phật ngày thuyết giảng, và tôn giả Sariputta thì ngài thuyết giảng những cái gì mà Đức Phật ngày đã trình bày một cái cách vắn tắt, thì ngài Sariputta ngày trình bày về cái cách trình bày rộng rãi để cho những cái vị tỳ khưu nghe và thọ trì những cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật ngày
giảng dạy về cái hội chúng đó, thì vẫn có những vị trưởng lão, những vị tân tỳ kheo và một vị trung hạ trung tọa tỳ kheo. Và cái sự dính mắc đó là dính mắc ở trong cái sự dẫn đầu về đọa lạc. Đọa lạc ở đây chúng ta hiểu rằng sa đọa về trong bất thiện, sa đọa về trong các cái giác quan hưởng thụ các cái dục lạc. Và song không có sống yên tịnh bằng cái thân viễn ly, sống ở chỗ yên tịnh núi rừng hoặc là chỗ am thất, chỗ nào đó mà có thể dễ dàng tu tập, tránh được những tiếng ồn để gây cái sự trở ngại trong cái sự tu tập. Và cái sự viễn ly thứ hai là thu thúc lục căn đó, đó là thu thúc đối với mắt, cảnh sắc, tai, cảnh thinh. Đó là cái sự viễn ly thứ hai. Và viễn ly thứ ba là viễn ly tất cả những sanh hữu. Đó là với cái mục đích mà tu tập đó, giống như cái khúc gỗ được trôi ra biển cả đó, vì nó không bị mắc bên này, không bị mắc bên kia, nó không bị nước xoáy, nó không bị mắc cạn, nó không bị người ta dắt lên, nó không bị phi nhân dắt lên, nó không bị thúi ở trong trong ruột. Thì gốc một cái khúc cây đó nó sẽ từng tự trôi ra biển cả. Thì Đức Phật ngày thuyết giảng về cái thừa tự pháp đó, là một cái pháp tu tập mà để dứt trừ cái sự dính mắc ở trong các cái sanh giới, mình gọi là diễn ly hữu. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp hôm nay đó thì con xin trình bày như vậy, nhưng mà chắc chắn rằng cần phải đọc nhiều lần, mà cần phải nghe nhiều lần, cần phải thảo luận để Phật tử có lợi ích từ cái bài học của hôm nay. Và con xin trình bày với nhiệt tình lời trình bày, và con xin kính dâng cái phước báo công đức đến tất cả. Và bây giờ thì con xin kính đảnh lễ tịnh thượng tọa Nhất Đẳng chủ trì cái phần thảo luận. Dạ, con xin submit ạ. Sa thủ kính trình thượng tọa pháp đăng. Mà thượng tọa thừa sư, thượng tọa có trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thừa sư nghe được kính trình thượng tọa pháp thì trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thừa sư, thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Pháp Tân có cần biết được không, nếu thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin thượng tọa Pháp Tân hoan nghị cho biết. Giờ một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Đại Đức Pháp Tân ơi. Ồ, dạ thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta thấy rằng ngày hôm nay đó, thì nếu mà chúng ta so sánh Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Miến Điện đó, thì chúng ta thấy có một sự tương phản rất là khác biệt. Là nếu chúng ta qua Miến Điện thì vẫn còn có một số đông chư tăng xem là sau khi xuất gia rồi mà học thuộc lòng một bộ kinh hay tam tạng đó là một sự nghiệp rất lớn, hay là thực hành thiền tứ niệm xứ là một sự nghiệp rất là lớn. Nhưng mà trong lúc đó thì chúng ta thấy rằng chư tăng Phật giáo Việt Nam dù là ở trong nước hay ở hải ngoại đó, thì càng ngày càng có cái khuynh hướng là rất là mong mỏi lập được cái chùa, rất là mong mỏi lập được cái cơ sở, hơn là nghĩ đến tha thiết đến chuyện mà mình học một cái bộ môn gì đó của Phật pháp, hay là một tạng nào của Phật pháp. Thì thứ nhất là thượng tọa có thấy được sự tương phản khác biệt đó không, và thứ hai nữa là nếu có thì lý do tại sao? Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sakha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đệ tử Khất Tính, Tuệ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Qua cái điều mà Thượng tọa đặt ra ở đây đó là có cái sự khác biệt tương phản giữa Chư Tăng của Phật giáo Myanmar, Miến Điện và Chư Tăng Phật giáo ở tại Việt Nam, ở trong nước cũng như là hải ngoại đó. Thì theo con nghĩ rằng rõ ràng là nó có cái sự tương phản rất là nhiều. Bởi vì cái điều thứ nhất mà con nghĩ đó là do mình ảnh hưởng cái truyền thống, cũng như là ảnh hưởng truyền thống Phật giáo, cũng như là cái suy nghĩ của dân tộc, người trong đó có người Việt, người Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ đó thì càng về sau này đó thì người Chư Tăng người Việt Nam á, thì có những cái khuynh hướng nghĩ như là những cái hình thức tựa bên ngoài. Theo con nghĩ thì bây giờ là tức là nói đâu không nhiều đó thì vài thập niên trước đây đó thì Chư Tăng của các cái lớp đi trước đó, những cái người, những cái vị đi trước đó, thì còn ham học Phật pháp, ham học Phật pháp. Điển hình như con thấy rằng chừng khoảng hai hoặc ba thập niên về trước đó, thì nhiều khi đó tài liệu kinh sách in ấn cũng có nhiều. Có nhiều khi đó được một cái tập tài liệu được dịch thực hay biên soạn gì đó, mượn chép viết ra, thì chi rồi học á, là cái cách học á, thì ngày xưa học thuộc lòng rất là nhiều, hiểu là một điều nhưng mà học thuộc lòng cái điều đó hết sức là cần thiết. Và ở trong cái lớp học cũng mong muốn mình bị giáo thọ truyền đạt để cho học, cho nên là phần lớn là được học thuộc lòng. Thí dụ như pháp số, thí dụ như pháp cú, thí dụ như di diệu pháp, cũng như là Bali, điều đó nó cũng cần có cái hiểu, không phải là ít. Nhưng mà cái việc mà bắt buộc để học thuộc lòng thì con nghĩ rằng rất là nhiều. Rồi mình nói đối với một cái thế hệ bây giờ đó, thì các vị Chư Tăng cũng như là về cái hệ khoái, hay là mình nói cả Phật giáo Bắc truyền, con cũng có dịp đi giảng dạy cho các cái trường trung cấp Phật học tại Sài Gòn đó. Thì con nghĩ rằng là ngày nay các thầy cũng than là nó không ham học, tức là cái lớp tăng ni sinh trẻ bây giờ ni còn có chịu khó cần cù được một chút, mà lớp tăng các vị Chư Tăng thì cũng không ham học. Nói như vậy thì không phải hết đời toàn bộ, nhưng mà hầu như là như vậy. Cho nên là ảnh hưởng như cái truyền thống thì mình ấy, học chỉ một đôi điều, rồi do cái tác động của hoàn cảnh môi trường sống, cho nên là một số tăng ni bây giờ con thấy rằng không có giống như ngày xưa. Mình nghĩ rằng là theo luật đó thì một vị tăng tỳ kheo đó cũng phải nương tựa với thầy khoảng chừng 5 năm sau khi thọ tỳ kheo xong, thì nương tựa học với thầy được 5 năm, nương tựa với thầy thầy tiếp độ, thầy tế độ. Sau 5 năm đó mình cảm thấy cứng, cũng như là vị thầy mình thấy rằng là mình đã cứng cỏi, mình đã đủ cái khả năng rồi đó, thì mình sẽ đi ra bên ngoài.
Còn bây giờ cái việc đó đó con thấy rằng không có áp dụng được nhiều. Thí dụ như có một vài vị có vị đó thì xuất gia chừng 1 2 năm lại rời thầy của mình, rồi là muốn cái ý nghĩ là muốn lập ra ở một cái chỗ nào cho nó tự do. Tự do ở đây nó là không phải là tự do trong cái điều cho phép. Ví dụ như tự do là mình muốn có một cái chỗ, nếu một con người thì muốn có một cái cốc riêng, cái nơi riêng ở, rồi tự do cái việc mà hành trì của mình. Rồi có người thì muốn là đi lập chùa ở đây đó đó, thì bắt đầu là tự do đi rời ra chỗ người thầy của mình, trong khi thì chưa đủ cái khả năng năng lực riêng đó, cho nên là nhiều cái bị thất bại. Và ở đó con nghĩ rằng đời sống của một cái người tu hành thì phải cần có một cái tự do, nhưng mà tự do của mình là tự do trong khuôn khổ, tức là tự do nếu như mà mình chọn cho mình thực hành đúng luật là 5 năm mình đã vững về cái phần pháp hành, mình đã vững về cái phần pháp học, mình đã vững thì mình có thể chấp nhận sống với một cái đời sống tự do. Mình học hoặc là hành, trong đó mình đã dù là theo pháp học hay là theo pháp hành, hay là học và hành, hai cái mà mình tương đối vững ấy, thì chấp nhận cho mình cái đời sống tự do. Còn đằng này chưa có được vững gì hết á, thì lại có muốn cái ý tưởng riêng, tức là lập chùa, rồi có một số vị có cái Phật tử nho nhỏ nào đó, rồi tự cho mình là cái người thành công trên cái phương diện này, phương diện kia. Trong khi cái chuyện mà mình học Phật pháp, mình hành Phật pháp đây, mình không có quan tâm, quan tâm tới những cái chuyện hình thức tựa bên ngoài. Bây giờ thì con nghĩ lại đó, đối với Phật giáo Myanmar, thứ nhất là do ảnh hưởng Phật giáo truyền thống, tức là từ ngàn xưa tới giờ rồi. Và đất nước Myanmar trong những năm gần đây thì lại có mở cửa, thì cái sự thay đổi này nó cũng có sự thay đổi này đó, nó cũng có một điều đó là làm cho một số cái việc mà cái vị mà tu sĩ Phật giáo đó sau này con nghĩ rằng nó có sự thay đổi. Nhưng mà với cái truyền thống đó đó thì do là chư tăng của Myanmar là ngày xưa, tăng đoàn của Myanmar ảnh hưởng từ truyền thống từ ngàn xưa, thời có thể nói rằng từ thời Đức Phật rồi sau các cái cuộc kiệt tập Tam Tạng đó, cho nên là vẫn giữ được cái truyền thống đó, mà có những vị thuộc lòng Tam Tạng, rồi có những vị đó là thuộc lòng Nhị Tạng hoặc là Nhất Tạng, ít ra ra là thông thuộc nội điển, tương đối là thông thuộc về nội điển. Về về pháp hành á, ví dụ như mình thấy rằng những vị chư tăng của Myanmar có những vị thiền sư lỗi lạc, giỏi cả pháp học và lẫn pháp hành, thì cái điều đó con nghĩ rằng do cái truyền thống. Mà nếu mà bị cái vật chất mà nó tác động nhiều quá đó, thì cái việc mà mình hướng nội, tức là mình hướng về nội tâm, cả học lẫn hành đó, nó lại bị giảm đi. Ở đây không phải là do vật chất hoàn toàn, nhưng mà khi mà một người có sống có một cái khuynh hướng hướng đến vật chất rất là nhiều đó, thì cái gì mà thực hành hay là học hành, học theo cái giáo pháp của Đức Phật đó, để mà thuộc một bộ kinh nào đó hay thuộc lòng một tạng kinh nào đó thì cũng rất là khó. Thứ nhất đó là do cái truyền thống, người Việt Nam không có cái truyền thống đó. Cái thứ hai bị tác động bởi cái vật chất, cho nên từ đó là quên đi cái việc mà học Phật pháp cho thuộc, hay hoặc là giỏi về cái pháp trên phương diện pháp hành, giỏi về trên phương diện hành khi mà hướng nội được tốt đẹp. Cho nên cái điều này đó, nó theo con nghĩ rằng nó có sự tương phản rất là lớn, và nhiều khi đó ngày xưa đó thì mình có thể nói là đánh giá một vị tăng sĩ qua cái hạnh, qua cái sự tu hành về nội lực của cái vị đó,
Còn nhiều khi bây giờ do xã hội nó tác động, có một bộ phận không nhỏ đó là nghĩ là cái sự thành công đánh giá một vị tăng sĩ tốt đẹp hay không là do cái việc mà hoạt động từ các cái hình thức ở bên ngoài. Hình thức ở bên ngoài đó, ví dụ như mình thấy rằng xây chùa cho to, rồi có hội chúng cho nhiều, rồi là có những cái gì đó nó đặc biệt mà nó thiên về vật chất nhiều thì người ta lại đánh giá. Ngay cả nhiều khi đó là mình cũng có thể nói rằng là các nhà chức trách cũng nhìn nhận như vậy, cũng đánh giá như vậy. Cho nên là theo con nghĩ đó là với do cái truyền thống là một phần, truyền thống của người Việt Nam không có cái quen là học thuộc lòng Tam Tạng. Và mình theo con nghĩ đó, vài thập niên trước đây đó, thì chư tăng trong hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy cũng như là Phật giáo nói chung, thì cái việc học Phật pháp đó, họ chú trọng tới cái việc học cũng như là việc hành. Cho nên là việc học Phật pháp đó, về nội điển ngày xưa đó, các cả vị thầy bên Bắc Tông họ vẫn thuộc rất là nhiều, họ tốt rất là nhiều. Còn đối với truyền thống Phật giáo Nam Tông mình cũng vậy. Vài thập niên trước đó, thì chư tăng lại, mặc dù là cái tài liệu học nó rất là ít, in ấn rất là ít, thậm chí chép tay những cái cuốn sách được dịch chuyển ra vẫn làm cái tài liệu để mà học hành. Rồi khi mà lên lớp học gia giáo ở tại chùa đó, thì lại cũng phải chuyên về cái việc mà thiên về cái việc học thuộc lòng. Trong khi ngày nay đó, thì cái phương tiện nó có đầy ở trên internet, kinh sách in rất là nhiều, nhưng mà cũng không có, ít có khi nào mà gặp bốc lên một cái cuốn kinh hoặc là cuốn sách để mà xem. Nó do cái hoàn cảnh hoặc là cái sở thích, cái khuynh hướng đó, là do là họ có những cái khuynh hướng nước ngoài rất là nhiều, cho nên cái việc mà học luật thuộc lòng Tam Tạng hoặc là mình để cái tâm của mình hướng nội, tức là mình lo hành thiền, nó lại yếu đi, nó giảm dần đi. Trong khi thì đất nước Myanmar thì có những vị thuộc lòng Tam Tạng, hoặc là ít ra thì các vị cũng đã thông hiểu được ít nhiều ở trong lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng kinh điển. Rồi có những vị đó thì là những vị thiền sư lỗi lạc, mà những vị thiền sư lỗi lạc này đó cũng giỏi về pháp học mà giỏi về pháp hành. Thì con thấy đó, hai là cái sự khác biệt trong, do thứ nhất là do cái truyền thống, cái thứ hai là do cái tác động cái xã hội thiên về vật chất quá nhiều, vì vậy nên cho cái gì mà hướng về Phật pháp nó lại lại giảm đi ở Phật giáo Việt Nam. Thì là cái suy nghĩ của con qua cái câu hỏi mà thầy tòa vừa nêu, những gì mà con nhìn thấy cũng như là có cái sự nhận xét như vậy thì cá nhân của con xin góp lời bấy nhiêu, kính thỉnh thầy tòa trả lời. Sa tu cái trình truyền đạo pháp tinh à, bà truyền đạo thầy siêu truyền đạo có nghe được không? Nếu truyền đạo thầy siêu đang ở trước máy xin truyền đạo hoan hỷ cho biết. Truyền đạo pháp đăng nghe, truyền đạo có nghe được không? Nếu truyền đạo đang nghe được truyền đạo hoan hỷ trở lại. Xin hỏi là truyền đạo đang có nghe được không? Dạ. Thì đó đang khi mà chúng ta vào trong Phật pháp đó mà chúng ta muốn tha thiết thừa kế cái gia tài của Phật pháp đó, thường là chúng ta nghĩ đến cái tinh hoa. Nhưng mà ngày nay đó khi mà những cái vị học tăng mà mới vào tu đó, thì lại không có tha thiết để thừa kế cái tinh hoa của giáo pháp. Thì như vậy phải chăng là các vị không có cảm nhận được những cái giá trị nào đó đáng để tha thiết, hay là hoặc giả là cái cộng đồng tăng sĩ của chúng ta ngày nay không có thắp sáng được những cái giá trị mà khiến cho các vị đó tha thiết. Ví dụ như khi mà chúng ta còn nhỏ ở gần ngài Tịnh Sự chẳng hạn, thì ngài khiến cho chúng ta rất là tha thiết với môn học A Di Đàm, hay là với Hòa Thượng Minh Châu thì rất là tha thiết với học Bali chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều vị họ rất là ơ hờ với những chuyện đó. Thì lý do nào mà ngày nay một số lớn
không còn tha thiết với những giá trị mà chúng ta gọi là tinh hoa của đạo Phật. Xin kính thỉnh trường hợp đây. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi của thằng gọi, con xin chia sẻ như thế này. Thường thường thì Đức Phật thì Ngài cũng biết được khuynh hướng của chúng sanh. Và thật sự thì một cái thời kỳ nào đó mà vua chúa họ quay qua ủng hộ Phật Pháp, mà vua chúa họ cũng đến nghe pháp, nhưng mà ngay cái thời kỳ của Đức Phật thì mình thấy rằng vua chúa đi nghe pháp thì dân tình cũng nghe pháp. Hay là mình nghe cái câu chuyện của Đức vua thọ trì ngũ giới hay Bát Quan Tây Giới, Đức vua hỏi quần thần có thọ trì hay không. Thì có nhiều vị đó thì họ nghe Đức vua nhắc nhở cho vậy họ thọ trì. Chính vì như vậy nên tôi nghĩ rằng một cái thời kỳ nào đó mà những cái người họ, những chúng sanh mà nói chung họ tha thiết với cái ý nghĩa Phật Pháp sâu sắc, thì họ sẽ cố gắng hành trì. Tuy rằng họ thấy rất là khó đạt được, nhưng mà họ cố gắng từ từ thì họ cũng đạt được. Và thường thường thì phía bên ngoài là như vậy, còn phía bên trong nó cũng còn cái sự đòi hỏi. Thì một lúc nào đó mà tăng chúng mà thừa tự pháp như Đức Phật Ngài dạy nói để hoằng truyền Phật Pháp mà không biết mệt mỏi đó, thì sẽ ảnh hưởng đến vua chúa, và cũng làm cho vua chúa họ có cái lòng tin, họ hướng dẫn rồi họ cũng quan hỷ hơn nữa. Thì như vậy nên mình thấy rằng cái việc mà Phật Pháp mà tha thiết tu học đó, cả hai giới, giới tại gia và giới cư sĩ đó, nên đó, khi mình nói đến Phật giáo mà biến điển đó, thì thật sự mình thấy vô chùa đó thì cái người xuất gia họ tu, nhưng mà cái người cư sĩ tu cũng rất là đông quý vị. Thật sự đó thì mình thấy rằng Phật giáo mà tại Việt Nam á, mình nghĩ không lại những cái xứ quốc giáo, vì ở đó họ có cái sự kiên trì và họ có cái sự siêng năng lắm. Một vị pháp sư Tam Tạng vào thuyết pháp trong trường thiền Siêu Minh á, thì họ có thể nghe cái băng đó suốt nửa tháng. Nửa tháng sau vị pháp sư lại vào giảng, thì họ lại thâu băng và họ nghe cái băng đó suốt nửa tháng như vậy. Có nghĩa là họ nghe như vậy thì có nghĩa rằng họ rất là thuộc, và thuộc rất là nhiều. Còn thật sự đó thì chưa tăng hay là Phật tử Việt Nam cũng bình thường thì có cái bệnh là nghe. Nghe thì người ta nói lại thì mình nói mình nghe rồi, nhưng mà thật sự ra khi hỏi ra mình chẳng biết cái gì hết. Cái đó là cái bệnh, cái đó là cái bệnh. Mà thật sự ra cái xứ Miến Điện mà con qua đó thì con thấy thật sự họ rất là nể họ. Họ ngồi họ nghe, ngày nào họ cũng ngồi nghe cái băng đó. Vào cái giờ trưa, chứ tăng thì người ngoại quốc thì có thể nghỉ trưa, nhưng mà cái người Miến Điện thì họ trưa họ cũng không có nghỉ, họ cũng ngồi họ nghe pháp buổi trưa, ăn cơm xong ngồi nghe pháp rồi hành thiền. Như vậy thì con nghĩ rằng đối với tăng sĩ không tha thiết, vì cái số mà Phật tử họ cũng vào, họ thấy mình quy y thầy đó, có chùa sư đó, có chùa lớn rồi, có Phật tử đông thôi, chứ họ không cần biết cái vị đó là vị biết Phật pháp nhiều hay ít, hay là vị đó có cái nhiệt tâm với cái sự tu tập hay không. Mà đa số thì họ đi vì cái tình cảm, họ đi vì cái sự có tình cảm với cái người đó mà họ đi thôi. Nói như vậy thì thật sự ra đó, những cái lời dạy của Đức Phật á, mà những người cư sĩ họ thẩm thấu đó, thì họ sẽ hiểu được cái cách mà Đức Phật Ngài nói. Nếu mà mình đi tìm những cái vị nào mà tu tập á, rồi những cái vị mà như thường thường chúng ta thấy những cái xứ quốc giáo, những vị ở trong rừng trong núi, họ cũng biết vị nào ở tu ở đâu thì vô hộ độ.
Như vậy thì rõ ràng khi mà họ độ như vậy, những người mà họ muốn tu đó thì họ cũng bớt cái khó khăn, và những người chưa muốn tu họ sẽ đi vào đường họ tu. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy rằng những người cư sĩ thường thường họ quanh quẩn cái chỗ nào gần gũi họ đi thôi. Đa số cái đó cũng rất là nhiều. Chính vì nhiều điểm như vậy đó, chứ không phải là một điểm, Phật pháp nó cũng từ từ nó cũng xuống cấp, do cái mình gọi chung là cho tứ chúng thôi, do tăng ni rồi nam nữ cư sĩ họ không có tha thiết với những cái gì mà Đức Phật ngài dạy đó là cao quý, thành họ bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly là như vậy. Sống những cái gì thuận lợi cho họ, những cái gì mà họ thấy họ thích thôi, chứ không phải là họ đi nghe pháp để họ tu. Những gì vừa ý họ thì họ nhớ, những gì thích họ thì họ nhớ, những gì mà nghịch với ý của họ là họ không muốn nghe, họ bài bác. Cái khuynh hướng của chúng sanh là như vậy. Nên con thấy là ngày xưa đó thì có những lúc con nghe sư trưởng kể, thì cũng ngay cái thời kỳ của sư trưởng thì ngày hòa thượng ngày dạy thì cũng có nhiều vị thích đi học, nhưng mà có nhiều vị thì họ cũng không thích học, họ thích học. Nói như vậy thì thật sự đó, khi mà một người muốn học đó, thì họ nghĩ rằng mình đi tu cái giá trị của mình là cái gì, mình giỏi pháp học để pháp hành, đó là những cái điều mà làm cho mình tu tập nó chín chắn hơn. Còn khi mà mình bỏ cái đó đi để mình chọn cái khác thì nó sẽ nhiều cái hệ lụy hơn, thì con nghĩ như vậy. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa, và con xin gửi mic cho thượng tọa. Sao thú cái chừng sự họp đây bất cứ được tới xíu từ đó có chiếc máy không phải đại đức pháp tính đi, đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho cô thảo luận. Dạ có từ đó xin quyền, dạ thỉnh từ đó xin quyền. Chúng ta xin quyền, tại sao bây giờ khi mà người ta nói trên cái tinh hoa mà ta muốn thừa kế đó, người ta hay nghĩ đến là một cái phép màu hay là một câu chú linh thiêng hay là một pháp tu gì đó đặc biệt, nhưng mà ở trong bài kinh này thì và cũng nhiều bài kinh khác, Đức Phật cũng như ngài Xá Lợi Phất và nhiều bài đệ tử đó thì nói đến cái sự sống viễn ly, nó là một một cái tinh hoa của giáo pháp mà người học trò nên thừa tiếp con đường đi của các bậc thầy, đặc biệt là Đức Phật. Thì nếu có ai mà tự nhiên hỏi thì tôi xin quyền là tại sao sống viễn ly đó lại là một tinh hoa của giáo pháp, thì tôi trả lời thế nào? Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, giờ tôi để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lạy Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lạy đến sư phụ từ siêu, từ người dân đẳng thường thọ pháp đăng, thọ pháp tăng, tâm hành. Để Phật tính đến tướng từ đi siêu nguyên thông cùng chư tăng đạt hiện diện, tăng chào đến tướng với cùng chư thành tử. Và quả thật thì nếu mà có ai hỏi rằng là để một cái điều tốt đẹp ở trong giáo pháp mà xuyên qua đó mà để chúng ta hiểu và biết nắm bắt được một cái giá trị vẹn toàn, giá trị viễn ly mà nó tốt đẹp, nó là một di sản, thì ở đây phải nói rằng trước nhất chúng ta hỏi rằng mục đích tu để làm gì? Mục đích tu để chúng ta chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, hay chúng ta tu để thoát khổ? Thì cái con đường thoát khổ là con đường chúng ta phải buông bỏ. Buông bỏ hội chúng, buông bỏ tự thân, những gì xung quanh mình, cái cơ hội chúng cả người thân, và chúng ta một mình, đối diện với một mình ở nơi xa xôi hay nơi phòng ốc, tức là độc cư, tịch cư ở riêng của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi chính vì đó chúng ta mới không có bị vọng tâm, chúng ta không có bị hướng ngoại, chúng ta không có bị một ngoại diện nó là chi phối chúng ta, và một lòng một dạ chúng ta
chúng ta tiến bước. Phải nói cái di sản này, đó chính là cái sự giải thoát của Đức Phật đã để lại. Nó chỉ niệm cho những ai dấn thân, cho những ai thực hành mà không ngại cái gian nguy, không ngại cái sự tịch cư, đơn độc, lẻ loi và một mình. Ở đối diện với cái giữa cái không gian này, chỉ có một mình đối diện với mọi hiểm nguy, với thời tiết, với thú dữ, với vật thực, với thời tiết, và ngay cả với những đề mà chúng sinh vô hình thì nhiều lắm. Người ấy phải có một cái tâm cảm rất là lớn, người ấy có một sức mạnh rất là cao cả mới làm được. Mà như thế thì chúng ta thấy con người như thế là con người quá là ghê, quá là mạnh mẽ. Và như thế đó chính là một con người phải đủ cái tâm lực, cái trí lực, cái sức lực, tâm lực, trí lực thì người ấy mới thừa tự được, người ấy mới là đảm đương được. Chứ còn sự thật ra chúng ta tu thì chúng ta tu ở một cách tức là nó còn chọn lựa một cái duyên, còn chọn lựa một cái nơi chốn như thế này thế nọ. Chứ sự thật ra là vị tỳ kheo là rày đây mai đó, nơi này nơi kia, nó không có bị dính mắc, nó không có bị cái sự cột trói về chú xứ, không bị cột trói về thời gian, không bị cột trói với bất cứ cái gì hết. Cho nên chúng ta tự do mà nó không có bị ràng buộc về yếu tố khách quan. Thì ở đây chính là như vậy thì chúng ta mới có khả năng, mới có đủ cái điều kiện. Và như thế thì cái thứ quý vị, cái khả năng viễn ly đó nó là một sức mạnh, nó là một yếu tố để chúng ta mới sử dụng được, chúng ta mới thừa hưởng được cái tài sản mà Đức Phật để lại, chứ không chỉ là chuyện đơn giản. Cũng như quý vị Phật tử, chúng ta biết buông bỏ bớt thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Trong cái sự bực bội, trong cái sự khó chịu, trong cái đời sống quần tụ của mình mà mình biết buông bỏ, biết buông bỏ một chút xíu, thì đó là quý vị cũng tập một cái, cũng thừa tự về cái lời dạy của Phật. Và chính Đức Phật kêu dạy buông bỏ, chúng ta bỏ bớt, bỏ cái giận, bỏ cái hờn, bỏ cái tức, bỏ cái tất cả những cái bực bội khó chịu như thế này như thế kia. Thì ở đó chính là chúng ta cũng tạo khả năng, và chúng ta tạo một cái nội lực, cái nội tâm của chính mình quay về với chính mình, mà không cần một cái sự chia sẻ với những người thân, là bè, là bạn, là vợ, là chồng, là con, cái gì cả, mà chúng ta giải quyết những niềm đau nỗi khổ trong tâm ta. Chứ nếu như trường hợp mà nếu nói vậy thì cái đời sống chúng ta không sống viễn ly được ha, thì cũng có thể đời sống viễn ly chúng ta biết tự tách, tự phân khu cho chính mình, thì điều này nó mới là một điều tốt. Chứ bây giờ nhiều khi ở trong rừng mà chúng ta bị dính mắc cũng chết, ở một cái nơi mà hoang vắng không ai hết nhưng chúng ta bị dính mắc điều này, chúng ta thổn thức điều kia, thì cũng dục tầm, sân tầm, hại tầm nó khởi sanh lên, thì chúng ta cũng nguy hiểm. Còn ở một nơi mà nhiều khi đông đảo nhưng chúng ta biết sắp xếp, chúng ta biết việc chọn lựa, chúng ta biết, phải nói là chúng ta gọi là biết một cái sắp đặt và biết vén gọn trong việc của mình, thì chúng ta cũng có một đời sống viễn ly. Bởi vì quả thật thì như chúng ta thấy, chúng ta tu thì chúng ta được một cái phòng ốc, chúng ta được một cái không ở những cái, nếu như chúng ta có một không gian riêng nhỏ thì tập trung quyền hoan hỷ cầm biết là trong rung không còn nghe được nữa. Thì xin thỉnh xin tòa. Xin hỏi sư tập trung quyền nha, sư tòa có nghe được không? Nếu sư tập trung quyền nghe được xin thỉnh sư tòa trở lại.
có lẽ điều truyền từ tổ tiên quyền đã bị gián đoạn. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Dạ. Đại đức Pháp Tính, đây là một câu hỏi mang tới cách cá nhân. Sư trưởng sau khi tịch rồi đó, thì Đại đức Pháp Tính chưa tiếp lo cái ngôi chùa mà sư trưởng để lại. Thì cái kinh nghiệm của Đại đức Pháp Tính là gìn giữ một ngôi chùa vật chất đó, nó dễ hay là gìn giữ cái di sản tinh thần mà sư trưởng để lại nó dễ hơn? Cái nào nó dễ hơn? Ví dụ như có người quan niệm rằng mình giữ một ngôi chùa mà mình lo bảo trì, lo phát triển thì xem ra nó khó hơn là mình giữ di sản tinh thần. Nhưng mà sư trưởng là một người sống mà với cái tinh thần tu học hoằng pháp mà sư trưởng để lại, thì đây tính kỹ từ kế nào mà nó dễ hơn, và sự từ kế nào nó làm cho đệ Pháp Tính phải suy nghĩ nhiều hơn. Thỉnh đệ Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ lên sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Phi cùng chư tôn Bụt Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu này rõ. Con kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tăng. Phải nói rằng ở trong cái thời nay đó, thì giữa cái sự mà gìn giữ một cái ngôi chùa về cái di sản và cái tinh thần, thì trong hai cái điều này đó, thì cái điều nào nó cũng khó, rất là khó với thời nay. Nhưng mà theo con nghĩ thì đối với cái di sản về tinh thần thì con nghĩ là sẽ khó hơn. Thật sự ra đó, cái câu hỏi này của thượng tọa vừa nêu lên thì trong đầu của con chỉ mới hồi sáng này thôi, mới hồi lúc hồi sáng này thôi, thì con nhớ có lần sư trưởng kể rằng ngày xưa đó, sư trưởng đi tới đâu là sư trưởng để lại cái bản niêu ở đó. Có nghĩa là đi đâu dạy học mà cũng gắn cái bản niêu ở đó. Thì sư trưởng nói rằng cái bản niêu đó là khi mà người ta vào chùa đó, người ta sẽ hỏi thì lúc đó mình sẽ giải thích cho người ta cái này là cái gì, cái tạng này là cái tạng gì. Thì thật sự ra đó là hồi sáng này con tự nhiên con ngồi là con nhớ ở trong tăng là sư trưởng dạy cái điều đó. Con thì cũng nhờ mình ngồi mình nhìn lại cái bản niêu thì mình nói rằng là mình mới nghĩ rằng mình rất là muốn để mà ráng như thế nào, dù cho mình làm được một chút gì đó, thí dụ như là chỉ cho người ta thuộc lòng được bản niêu thôi, mình cũng thấy mãn nguyện, thấy cái công đức đó rồi. Nhưng mà thật sự ra cũng như những cái câu thảo luận nãy giờ đó, thì ngày hôm nay cái người mà đến chùa đó mà để mà học pháp, học về cái bản niêu hoặc là học về A Tỳ Đàm thì phải nói rằng rất là ít, rất là ít. Người ta đến ví dụ như là cầu nguyện hoặc là một cái pháp môn gì đó nó dễ dễ, nó dễ dễ đi thì người ta sẽ học. Nhưng mà đối với khi mà nghe nói đến vi diệu pháp hoặc là thiền quán Vipassana thì người ta hơi có vẻ là rụt rè. Nhưng mà thú thiệt với quý vị đó, thì đối với chúng tôi đó thì chúng tôi cũng không có nản lòng, mình cũng chờ đợi một cái lúc nào đó là mình sẽ cố gắng để mà mình phát triển. Cũng như chúng tôi ngồi, chúng tôi nhớ từng lời của sư trưởng dạy tâm nhãn thức, khi mà nghe nói tới cái danh từ đó, thì mình cảm thấy khó. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình hiểu rồi đó, tâm nhãn thức thì có gì đâu. Tâm nhãn thức là sự thấy của con mắt, tâm nhĩ thức thì có cái gì đâu.
có cái gì đâu mà khó, tại vì cái danh từ nó mình nghe lạ thôi. Chứ tâm nhĩ tức là cái sự nghe của lỗ tai. Thì chúng tôi ngồi, chúng tôi nhìn cái bản nêu và nhớ lại những cái từ ngữ khi mà sư trưởng phân tích tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, vân vân, cho đến tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly thì chúng tôi nhớ những cái từ này, sư trưởng lặp đi lặp lại rất nhiều. Tám sắc bất ly ở trong đó có gì? Đất nước, lửa gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và cái chất cô chá. Thì bây giờ đất nước lửa gió là ở trong đó mình đã biết rồi, sắc cảnh sắc là như thế nào mình thấy được, đó là sắc cảnh sắc. Rồi sắc cảnh vị, sắc cảnh khí là như thế nào, mình cầm cái vật đó lên mình ngửi được không, nó có mùi vị không, có mùi vị. Rồi sắc cảnh vị thử mình nếm ở trong cái vật đó coi, nó vẫn có một cái vị chất, một cái chất gì ở trong đó. Rồi cái này nó được tồn tại, nó được tồn tại bao lâu thì nó nhờ cái chất ô chá, có nghĩa là cái dưỡng chất ở trong cái vật đó. Đó thì chúng tôi ngồi, chúng tôi hình dung lại những cái lời dạy của sư trưởng, rồi những cái thí dụ của sư trưởng đã chỉ qua, đã dạy qua. Thì chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ mình chỉ có ôn lại, rồi mình ráng chờ đợi một cái lúc nào đó, một cái lúc nào đó nó hợp thờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc để mà gìn giữ lại cái di sản là những cái lời dạy, những cái bài học mà sư trưởng đã dạy. Thì ở trong đây thì thật sự chúng tôi nói quý vị là mình gìn giữ về cái ngôi chùa, những cái di sản mà ở nói về cái vật chất thì nó cũng khó, nhưng mà có khả năng, có thể mình gìn giữ được. Thí dụ như là bây giờ mà có hư hao cái gì đó thì cũng chung tay, tứ chúng chung tay góp sức lại gìn giữ. Tuy rằng cái thời gian này nó sẽ chậm hơn những cái thời gian trước, nhưng mà có thể mình sẽ làm được. Còn đối với cái di sản về tinh thần, có nghĩa là những cái pháp môn, những cái bài học mà sư trưởng đã dạy rồi, hoặc là những cái phương pháp thiền quán, thiền trong hơi thở trong thiền, vân vân, thì thật sự ra những cái điều này nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình ráng cố gắng, mình tìm hiểu trong những cái quyển kinh đó, rồi ngày nay có những cái bài chú giải mình đọc thêm, vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tìm hiểu được, và chúng ta sẽ gìn giữ được một phần nào đó. Gìn giữ không được nhiều, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng sẽ gìn giữ được một chút ít gì đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng cảm thấy rất là mãn nguyện rồi. Cũng như là thí dụ như lúc đầu chúng tôi nói, bây giờ thí dụ như là mình làm sao mà mọi người ta đi đến, người ta nhìn cái bản nêu đó, người ta rất là trân trọng, người ta rất là quý, người ta nhớ lại từ cái vị hòa thượng tịnh sự cho đến sư trưởng, rồi đến những cái vị sư ở trong cái thời nay nữa. Thì mình nghĩ rằng là đó cũng là một cái công đức để mà mình gìn giữ được những cái lời dạy của Đức Phật hoặc là những bậc thầy tổ mà đã truyền dạy cho chúng ta. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này đó, thì đối với chúng con nghĩ rằng là mình thừa kế cái cơ sở thiền mà so với thừa kế cái sự nghiệp tinh thần sẽ khó hay khó hơn là không phải là mình không đủ gánh, mình cũng
Đằng nào giảm tới đến vậy thì cuối cùng kế nhiều cơ tạo lợi giá. Sao thú sinh thiên đại địa pháp tính đại đức tự thi ấy, đại đức tự thi có nghe được không? Không biết đại đức tự thi có cảm biết được không đây? Dạ, quý vị có thấy đại đức tự thi còn ở trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi tại từ khi dạ thấy chị đạo từ siêu rồi, dạ thấy đạo từ siêu được rồi. Bạch chị đạo từ siêu, hôm nay trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy là chư tỳ kheo nên thừa tự pháp trên đường sư tự tại Phật. Ngày nay hầu như là Phật giáo chúng ta rất là chú trọng về sự xây dựng cơ sở, nhưng mà nếu nhìn vào dòng lịch sử của đạo Phật đó thì thượng tọa tôi siêu có nghĩ rằng Phật pháp mà đã tồn tại tới ngày hôm nay đó không phải là do những cơ sở to lớn mà chúng ta xây dựng, mà chính là ở chỗ cái tinh hoa của Phật giáo ở pháp học pháp hành được gìn giữ, có phải như vậy không? Và thượng tọa có thể cho một vài cái suy tư của thượng tọa về điểm này, xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ cho Pháp, kính lễ chư Tăng. Kính bạch ngài, kính thưa quý vị, thuở xưa từ thời Đức Phật thì cái việc mà xây dựng cái chùa chiền, một cái cơ sở vật chất của Phật giáo, là do người cư sĩ các vị tỳ kheo thời ấy sau khi xuất gia chỉ có hai phần sự. Là pháp học và pháp hành. Và chính trong cái thời điểm đó là cái thời điểm vàng son của Phật giáo. Vì ở trong tăng chúng có rất nhiều những vị tỳ kheo đa văn thạc đức, các vị đã nắm giữ cái diện mối của chánh pháp, làm cho Phật pháp được hương thịnh. Còn về cái cơ sở vật chất ai làm cũng được, cho nên
để cho Phật pháp được tồn tại. Là ở chỗ tăng chúng có sự học hiểu tăng tạng kinh điển và tu tập theo giáo pháp. Bởi thế Đức Phật này mới nhắn nhủ chư tỳ kheo là hãy thừa tự giáo pháp là như vậy. Ngày nay chùa chiền được xây dựng nhiều và người cư sĩ lại đóng cái vai trò hỗ trợ về kinh phí tài chính. Để xây dựng cái chùa thì một lòng ở trong chư tăng các vị tỳ kheo phải đứng ra để đảm trách cái công việc đó, gọi là Navakamma. Và vị tỳ kheo xây dựng đó được gọi là Navakammikaphikku. Thì nếu như chỉ xây dựng về cơ sở vật chất mà không có học hiểu kinh điển tam tạng được thì chùa chiền còn đó cơ sở vật chất quy mô như vậy, nhưng mà giáo pháp dần dần sẽ bị mai một, sẽ bị quên lãng, ít có người học hiểu. Và toàn bộ lời dạy của Đức Phật là đã chìm về quá khứ như là một con đường đã bị rong rêu, có một con tùm nó che lấp, không còn thấy con đường để dẫn đến một kinh thành. Đức Phật ngài đã ví dụ với trường hợp này, đó là con đường bát chánh đạo. Cho nên ở đây chúng ta cần được hiểu rằng nếu để cho Phật pháp được tồn tại như Phật pháp đã tồn tại từ mấy lúc nay và sẽ tồn tại trong tương lai này, các vị xuất gia phải học hiểu tâm đại kinh điển và thực hành. Chứ không phải là cái cơ sở chùa chiền thi đua nhau xây dựng lên càng lớn càng rộng đẹp, chỉ làm cái điểm để người ta đi tham quan du lịch, nhưng mà đối với tăng chúng thì những vị lại dốt nát về kinh điển
và không có sự thực hành, nhất là không chứng đắc được đạo quả giải thoát, thì như vậy Phật pháp sẽ bị suy sụp. Nói đến đây thì chúng tôi cũng xin thưa rằng là vì những cái ngôi chùa ở tại những địa phương mà không có ai xây dựng, cho nên bản thân chúng tôi phải làm cái công việc đó. Nhưng mà chúng tôi hiểu rằng là một khi đi làm cái công việc đó thì cái công việc một hoàn pháp, công việc mà học pháp cũng như soạn dịch, nó sẽ bị chi phối, nó giảm cái hiệu quả của cái việc hoằng pháp. Nhưng mà đành phải chịu vậy. Tuy nhiên, nhờ biết được như vậy, với hơn nữa căn bản Phật pháp thì đã có, cho nên chúng tôi cũng cảm thấy an lòng một chỗ là hy sinh chừng nửa năm hay một năm để xây dựng cái chùa, rồi sau đó trở lại với cái nền tảng tu tập kinh điển thì nó cũng được, cũng dễ thôi. Chứ tôi chỉ sợ rằng đối với những vị mới xuất gia và xuất gia không bao lâu học pháp thì không có được nhiều, rồi lại lo tạo dựng chùa chiền, thì các vị đó càng lúc sâu vào cái công việc này mà sau này khiến cho Phật pháp bị suy sụp, bị mất. Đó là một điều mà chúng tôi cũng rất là băn khoăn trong lòng, trăn trở. Nhưng mà cái duyên đến đâu thì hay đến đó. Và bây giờ dầu cho mình có muốn đi nữa cũng không được, mình không có sửa đổi được cái thời kỳ. Chúng sanh là như vậy thì đâu biết sao đây. Nhưng một điều mà chúng tôi xác định trong cái câu trả lời cho cái câu thảo luận và thượng tọa giáo đảng vừa nêu, thì Phật pháp được tồn tại cho đến ngày hôm nay không phải nằm ở chỗ cơ sở chùa chiền, mà là ở sự học hiểu tam tạng kinh điển của tăng chúng. Chỉ có như vậy. Nam mô Bổn Thầy, xin tỉnh thương tự giác động trở lại. Sa thú kính trình thưa tòa thầy sư, xin hỏi đại đức Từ Tri, đại đức Từ Tri có mặt ở trước máy và đại đức Từ Tri có nghe được không? Nếu đại đức Từ Tri có biết thì đại đức Từ Tri có nghĩ cho biết.
Dạ, có lẽ thì tụi thì không có trước máy thưa quý vị. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học sang bài kinh Thừa Tự Pháp. Một điều rất là quan trọng cho tất cả chúng ta là người con Phật, thì ngoài việc tu học bản thân, chúng ta còn thấy được cái giá trị về một gia tài to lớn mà Đức Phật để lại. Và một khi chúng ta thấy được cái giá trị to lớn của gia tài đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái gì là cái ưu tiên ở trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta không có lượng định đủ cái giá trị gia tài to lớn đó, thì chúng ta không có thấy được. Chúng tôi nhớ một câu chuyện là có một gia đình Phật tử quen mà ngày xưa đó, ở Việt Nam làm ăn rất là khá, do họ có sản xuất một loại dầu. Chúng ta gọi dầu cù là đó. Thì thưa quý vị, nhiều năm tháng mà con cháu của gia đình này họ di cư qua nước ngoài, thì họ luôn luôn cố gắng để làm sao gìn giữ cái công thức đó. Thậm chí là cho những người cháu đi học về dược, ra trường làm dược sĩ, và họ đã đăng bạ để gìn giữ cái bản quyền của cái của cái một cái loại dầu đó. Mặc dù có thời gian dài người ta không có làm được gì để giàu có ở hải ngoại vì cái loại dầu này, nhưng mà người ta cũng có cái hy vọng là một ngày nào đó loại dầu này sẽ được sản xuất trở lại và tái xây dựng lại cái sự nghiệp của gia đình. Thì thưa quý vị, trong dòng lịch sử Phật giáo thì trải qua rất là nhiều cái giai đoạn thăng trầm. Người ta nói, ngày hôm nay ta thường nói là thời mạt Pháp, nhưng mà kỳ thực những cái thăng trầm của Đạo Phật thì xảy ra từ xưa đến nay, từ quốc độ này sang quốc độ khác, chứ không phải có riêng một thời nào hay một địa phương nào. Nhưng phải nói một điều là ở những nơi nào mà người ta tha thiết những giá trị cố hữu, người ta thượng tôn những cái tinh hoa của giáo pháp đó, thì ở đó đó Phật pháp muôn thịnh. Còn ở nơi nào mà chúng ta quá chú trọng về cơ sở vật chất mà chúng ta xem nhẹ cái tinh hoa Phật pháp đó, thì ở chỗ đó chúng ta thấy rằng Phật pháp lại yếu đi. Yếu ở một điểm là chúng ta không có người bảo vệ được giáo pháp. Và bằng chứng rằng những cái phong trào dị giáo rất là dễ sản sinh và lôi kéo người Phật tử hướng về một loại đức tin mà nó không có thuần là chánh tín hay là nghiêng về Phật pháp. Trong thời gian gần đây thì chúng tôi có đọc một vài bài viết do Phật tử họ gửi đến. Ở trong bài viết này có một số các vị tu sĩ rất là bất mãn, rất là hằn học khi mà những người Phật tử đổi đạo hay là thay đổi cái niềm tin của mình, thì rất là giận dữ. Nhưng mà thứ gì khi mà chúng tôi trả lời cho các Phật tử đó, thì chúng tôi nói rằng khi mà mình thấy một người Phật tử bỏ đạo hay là đi theo một cái phong trào nào đó đó, thì vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ lại đó là vấn đề của chúng ta, chứ chúng ta không nên đặt vấn đề giận dữ. Giận dữ thì chẳng giúp ích được gì. Rõ ràng là khi chúng ta quá chú trọng về cơ sở, chúng ta quá chú trọng về cái tín ngưỡng dân gian, chúng ta quá chú trọng về cái hình thức ở bên ngoài, thì chúng ta đánh mất nội dung. Và từ chỗ đó chúng ta rơi vào một sự việc là chúng ta không có thể hiện được cái tinh hoa Phật pháp, và chúng ta không có khả năng để bảo vệ tinh hoa này. Nếu
Phật pháp sáng rõ ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta đủ khả năng để tha thiết. Và nếu chúng ta có tha thiết Phật pháp đó, thì chúng ta mới có sức thuyết phục người khác tha thiết. Còn nếu mà mình không tha thiết Phật pháp mà chúng ta cứ nói rằng chúng ta cố gắng để bảo vệ Phật pháp thì chuyện đó thật sự không không có đâu. Dạ, rất rất là khó. Nếu mà ai cũng hô hào là làm sao để phát huy quang đại Phật pháp, nhưng mà thật sự bản thân người đó không hiểu cái tinh hoa Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất cái gia tài của giáo pháp. Vì vậy bài kinh ngày hôm nay một lần nữa thưa quý vị đặt lại vấn đề là chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, là chúng ta có thấy được cái giá trị của gia tài mà Đức Phật để lại không. Và đó là lý do tại sao mà mỗi mỗi chúng ta rất cần để học hiểu lời Phật dạy, để thấy được rằng ở trong cái thời buổi hiện nay vẫn còn có những bậc chân tu thật học, những học giả. Ví dụ như một người sinh ra trong một gia đình Do Thái, lớn lên ở Mỹ, có địa vị, có bằng cấp, bỏ đi học Phật pháp. Họ đã dịch kinh, viết sách, những quyển sách có rất nhiều về Phật pháp. Thì những điều đó chúng ta nên chú ý và thử hỏi rằng cái gì đã thuyết phục, cái gì đã thay đổi những người đó. Chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều, hơn là chúng ta cứ khư khư tự hào, thậm xưng hãnh diện rằng mình lớn lên trong một quốc gia Phật giáo, trong một truyền thống Phật giáo có mấy ngàn năm lịch sử Phật giáo v.v. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái tinh hoa. Vì vậy hơn bao giờ hết, nếu chúng ta muốn duy trì, muốn thắp sáng cái giá trị của lời Phật dạy, muốn thừa hưởng được gia tài của Đức Phật để lại cho chúng ta, thì chúng ta phải cảm nhận một cách sâu sắc, rõ ràng về cái giá trị của gia tài đó. Chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính xin chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Xuân Ân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã